Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lily Hair Makeup. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách thắt bím nổi. Thắt bím nổi là nó gần giống như thắt bím xương cá, nhưng mà nó làm ngược lại. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Trước tiên mình sẽ bấm tóc cho tóc có độ phồng và nó sẽ dễ làm hơn. Thắt bím nổi mình sẽ chia ra 3 sợi. Và khi lấy tóc mình sẽ cho cái tóc mà mình lấy bỏ vào và xoắn nó tiến xuống phía dưới. Đây, mình lấy tóc vào và thêm vào cái tóc kia, xoắn nó xuống dưới. Khi mà thắt như thế này thì cái bím tóc bên trên nó sẽ nổi cộm lên, và khi mình làm cho nó bung ra thì nó nổi lên bên trên rất là đẹp. Hy vọng các bạn sẽ nhìn được cái cách mình làm. Bây giờ mình kéo các cái tóc này ra để cho nó phồng hơn, nó nổi lên bên trên, cho nên mới kêu là thắt bím nổi. Mình kéo từ từ nhẹ nhẹ thôi. Tiếp theo là mình sẽ uốn tóc. Uốn tóc sẽ làm cho các cọng tóc nó mềm mại hơn, và khi mình đính kẹp tăm thì nó sẽ giữ vào cái vị trí mà mình mong muốn. Mình cột cái tóc chỗ này lại. Khi các bạn cột thì cái độ bám của tóc nó sẽ giữ chặt ở cái vị trí mà mình mong muốn. Mình chia từng tép nhỏ và xịt keo, sau đó đính vào. Các bạn có thể kéo những cái cọng tóc này ra một tí xíu để tạo cho nó có cái độ phồng và tạo cho nó có kiểu một chút xíu. Ở phía trên lúc nãy mình đã đánh rối rồi, cho nên bây giờ mình uốn và tạo cái độ phồng ở trên đỉnh đầu. Kẹp tăm thường là mình dùng cái tay trái lấy kẹp tăm, và để bung cái kẹp tăm ra mình xỉa vào cái bên tay phải, mấy cái ngón tay phải để nó bung ra. Có nhiều bạn thường hay cắn vào cái kẹp tăm. Các bạn nếu mà mới bắt đầu làm á, mình tập cho mình một cái thói quen là không có cắn vào kẹp tăm. Mình đính lại cái bím ở bên này. Khi mà các khe tóc nó bị hở thấy da đầu, các bạn có thể dùng cái kẹp hình chữ U để mình đính tóc hai bên lại với nhau và sẽ keo cố định. Khi mà keo khô, các bạn lấy cái kẹp đó ra thì nó sẽ giữ cho cái tóc nằm chỗ đó, nó che đi cái da đầu. Tóc ở phía bên trái mình xoắn và đính vào bên phía trên. Các bạn có thể kéo từng cái cọng tóc nhỏ một chút xíu để tạo cái kiểu. Rồi, mình chuẩn bị xong rồi. Uốn các cái cọng tóc ở phía trước để tạo cho cái độ xoăn và nhìn nó nữ tính, nhẹ nhàng, dịu dàng. Mong là các bạn sẽ thích kiểu tóc này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.